Liệu pháp không dùng thuốc dành cho trẻ tăng động giảm chú ý. Bạn có biết là cứ 11 trẻ từ 4 đến 17 tuổi thì có một trẻ mắc tăng động giảm chú ý, và có tới 50% trẻ tăng động vẫn kéo dài biểu hiện cho đến tuổi trưởng thành. Tăng động giảm chú ý nếu như không được phát hiện và điều trị sớm, nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý, tính cách, hành vi và tương lai của trẻ. Ví dụ như học tập sa sút, khó theo kịp các bạn cùng trang lứa, không giao tiếp được với gia đình, bạn bè hay là mọi người xung quanh. Trẻ có nguy cơ rất cao bị rối loạn hành vi, chống đối hoặc là rối loạn cảm xúc. Tin mừng là trẻ tăng động giảm chú ý hoàn toàn có thể trở lại bình thường nếu như bạn phát hiện và điều chỉnh kịp thời, để giúp con trở lại hòa nhập với cuộc sống bình thường mà không phải chịu bất kỳ tác dụng phụ nào từ thuốc lên cơ thể non yếu của con. Thì mẹ nên áp dụng hai cách sau đây. Đầu tiên đó là giáo dục hành vi. Bạn phải lập ra thời gian biểu chi tiết các hoạt động và dành thời gian trò chuyện cùng con ít nhất 30 phút mỗi ngày, khen ngợi, động viên con đúng lúc, phân tích những hậu quả của những hành vi xấu, không la hét, quát mắng con. Thứ hai là sử dụng những sản phẩm từ thảo dược, đó là cốm E-Garuta. Thành phần câu đằng, an tức hương, GABA, taurin, maze có trong cốm E-Garuta giúp trấn kinh, an thần, làm giảm những kích thích quá mức của hệ thần kinh, giảm sự hiếu động quá mức, giúp trẻ bớt nghịch ngợm, bớt leo trèo, bớt chạy nhảy, kiểm soát được hành vi và giảm sự cáu giận, giảm sự hung tính, cải thiện giấc ngủ, giúp cho con ngủ ngon hơn, không còn khó ngủ, không còn giật mình giữa đêm. Và đặc biệt, cốm E-Garuta không gây ngủ ly bì, cung cấp dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển não bộ, cải thiện khả năng tập trung chú ý và ghi nhớ tốt hơn, cải thiện khả năng ngôn ngữ. Nhiều cha mẹ thì vẫn lầm tưởng là trẻ tăng động, nghịch ngợm quá mức thì chúng ta bổ sung DHA omega 3 cho con là đủ. Tuy nhiên, đây chỉ là những dưỡng chất bổ não thông thường, nó không thể tác động đến nguyên nhân gây ra những hành vi, cảm xúc thái quá của con. Vì vậy, khi mà sử dụng DHA omega 3 thông thường, nó sẽ không có tác dụng như mong muốn. Còn đối với các con dùng cốm E-Garuta thì lại khác, con đã dần kiểm soát được hành vi của mình và cảm xúc của mình. Con nói sỏi hơn, tập trung ghi nhớ tốt hơn và ngủ ngon giấc hơn. Vậy mẹ nào đang có con có những dấu hiệu như là hiếu động quá mức, kém tập trung, rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi thì hãy sử dụng cốm E-Garuta ngay để giúp con khắc phục mẹ nhé. Quý phụ huynh còn bất cứ điều gì thắc mắc về cách chăm sóc, giáo dục hành vi cho trẻ tăng động, hãy liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc Zalo số 0971 024 304 hoặc 0962 620 043 để được hỗ trợ trực tiếp.